Nam đây xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nam có định hình lại một cái cây xanh, một cái dáng rất đặc biệt, nhìn rất đương đại. Thì với Nam thì cái cây xanh này của bạn Nguyên Lê thì Nam cũng sẽ định hình lại một số điểm. Đó là ví dụ chẳng hạn như cái phần này. Như phần này nếu mà chúng ta mà cứ để thì, nếu đây để tiếc mà để cái này là nó sẽ làm mất hết toàn bộ cái vai này. Đấy, toàn bộ cái vai này. Và cái đường co này, cái đường co này sẽ không đẹp. Và khi chúng ta loại đi thì chúng nó hở được cái vai, hở được cả những cái cột rễ này. Đấy. Đấy là một, còn một cái việc nữa, nếu chúng ta để cái này thì chúng ta sẽ không thiết kế được cái này. Những cái này nó rất là quan trọng trong cái lúc làm việc mà chúng ta cố gắng tư duy một chút. Quý vị có thể hình dung là nếu mà chúng ta loại bỏ cái này đi thì cái phần đường chạy này nó sẽ rất là đẹp. Đấy là một. Còn một cái việc nữa là khi chúng ta loại được cái phần đó, loại được cái phần này thì chúng ta lại phát huy được các cái nét khác. Đấy, nhất là góc này. Quý vị có thể hình dung ra đây, nếu mà chúng ta để xô xuống quá sâu thì cái nét của chúng ta luôn luôn nó bị đuối. Mà cái cây này cái nét nó cứ vẩy vẩy kiểu gì ấy. Nên là chắc Nam cũng sẽ phải cân nhắc trong cái việc này để lấy nuôi lên một chút. Đấy là một. Còn một cái việc cái để này nó cũng thõng dài quá. Đấy, nó xuống rất là sâu. Xuống rất sâu. Xuống sâu quá. Nếu mà đẩy lên, nếu mà đẩy được lên thì chúng ta sẽ tận dụng được hơn. Nhưng mà Nam nghĩ là nếu mà đẩy lên thì trước đây là cái chỗ này bị cũng bị cắt rồi, cũng bị xử lý kỹ thuật rồi. Nên là nó cũng rất là khó, bởi vì đẩy lên thì chúng ta phải xử lý ở phía trong. Đấy. Nếu đẩy lên thì phải xử lý phía trong. Mà đẩy mà xử lý phía trong thì ở ngoài này nó đang bị tổn thương rồi, cho nên nó cũng rất là khó. Đây là một, còn một cái việc là ở cây này nó còn nhiều cái chỗ mà cần phải xử lý. Chẳng hạn từ các cái đầu cành. Đấy. Từ các cái đầu chốt này. Nếu chúng ta xử lý kỹ là phải xử lý lại kỹ thuật các cái vùng này thì nhìn nó đỡ bị thô. Đây. Khoa để nuôi cái đèn ở bên này. Đấy, ví dụ chẳng hạn như thế này. Đấy, như cái góc này. Quý vị có thể hình dung và nhìn nó rất là nặng nề, rất là thô. Đấy. Nên chúng ta xử lý làm nào để cho nó nhẹ nhàng đi, nó bắt nét hơn. Chứ còn để cái phần này nó quá nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cả một cái tỉ lệ với cây này. Ví dụ chẳng hạn như cái đường thân chỗ này nó như là như vậy, thế nhưng mà cái chỗ này nó lại quá to so với chỗ này. Thì bây giờ chúng ta xử lý đi thì nó sẽ bắt nhịp tốt hơn. Đấy, là với cái góc này. Đấy. Còn về những các cái phía bên kia thì tí Nam giải thích sau. Bây giờ Nam vào việc làm cái chỗ kia trước. Chuyển cái đèn sang bên này cái Hoàng ơi. Đấy, bây giờ là phải loại bỏ này trước. Này, phải tí phải đục cái khoảng. Để cắt ra ra tí đục. Phần này cái này là cái sơ dừa. Hoại thử hết cái đâu. Đấy, bây giờ chúng ta lại xử lý này, bởi vì cái nét này Nam muốn thoát nó ra. Thoát ra nó thoát ở cái tầm này thôi. Chứ thoát ở cái tầm sâu là nó nhìn rất là đuối. Đấy là một, của một cái việc là như vùng này nếu cái điểm chốt thì đẹp nhất là phải vẫn phải cắt chuyển đến đây này. Chỉ bớt khoảng độ 2 cm ở đây thôi. Thì chúng ta đệm được cái đường tay về đây nó rất là đẹp. Đây. Mà nó dài quá. Dài quá. Rất khoai. Không. Nhìn nó dễ chịu hơn hả? Nó thoát ra. Sau bắt đầu lại tính toán chọn mầm để định hình làm sao cho nó tốt. Nhìn nó
để nó xuống nó đuối quá. Chỗ này mới là chỗ nằng nhằng này. Đón được cái tầm này, ở cái tầm này ra này. Quá đẹp. Đúng rồi. Ở cái tầm này ra đẹp hơn nhiều. Đúng không? Ví dụ chẳng hạn mình đón được cái tầm được ở cái tầm này thì đẹp, chứ không phải chỗ này. Rồi các khẩu độ nó sẽ cân hơn. Đấy. Nếu mình đón ở cái tầm này ra thì rất ok. Đúng không? Mặt trời bên này tí cái ngọn này cũng lại nằng nhằng. Trời bên này cái ngọn này. Này nó chuyển lên thì, bởi vì là nếu sắp xếp được cái tay ở đây thì sẽ cắt chuyển được ở đây, sẽ đón được cái tay đỡ thôi, cổ ngọn nó nằm ở đây. Thì cây này nó mới sâu hình được. Mầm này thì đứng ở góc đấy thì nhìn được thôi, góc này là nhìn nó phải vào đây nữa. Còn cái phần này không để được đâu các bạn. Hoặc cắt loại hẳn cái này đi. Đứng đúng chỗ, đúng vị trí. Cẩn thận, những nhát cắt. Cái điểm trong này đẹp hơn, không nó không bị xa, không có nó bị xa quá, có điểm mầm rồi. Để mà thích nhé, nó nằm ở cái chỗ này mới là đẹp này, quan này. Nằm ở đây mới là đẹp này. Góc này mới là góc đẹp này. Đấy. Góc này nó không bị nàng, không bị nàng quá, cái khẩu độ nó rất tốt. Đây có mầm này. Rồi ok. Còn cái phần cút này vẫn phải thu ngắn này. Vẫn phải thu, không để dài được. Để dài cái này này, nhiều khi là trong lúc làm mà chúng ta nên lưu ý cái việc là chúng ta chỉ cần để mấy cm này thôi. Đấy, chứ còn nếu chúng ta mà tiếc ca một cái đoạn dài này là cái đoạn này về sau có vấn đề ngay, không thể dựng ra đẹp được nữa, có đẩy đến tài rời bằng mấy chăng nữa thì cũng khó đây. Đấy đúng rồi, cắt đến đấy. Rõ ràng mạch nạc cắt cho anh cái này đi, cho nó không bị miên man nữa. Lấy cắt cái vấu này đi. Khâu định hình này quan trọng lắm. Tư duy tốt được cái này về sau nó sẽ mạch nạc. Có phải mình đón được đây không? Đúng không? Nếu cổ ngọn lên đây. Nếu cổ ngọn lên đây, chúng ta gặt lên đây, chúng ta kết thúc. Thì có phải đón được cái điểm này rất đẹp không? Đó, nó âm ở dưới này này, nó sẽ sâu hình cái khoảng sáng từ đây đến kiểu cái cành này, cho đến cái khoảng sáng từ cái cành này ra đến đây, và chúng ta có cái nét để chúng ta vẩy được, để chúng ta dưỡng được nó ra được cái nét. Đấy. Đúng không? Bắt nét lắm thì mới loại được cái này. Đấy, bắt nét này thì sẽ loại được cái này, loại được cái này thì lại đón được cái này. Đấy, lại thế cơ. Còn để ở đây là nó sẽ trùng lặp 3 điểm. 1, 2, 3. Về ba sau. Ngã. Ngã 3. Đón đây mà. Đúng không? Đón đây thì ngon quá. Mềm ngay. Ngọt nư. Nếu đón đúng chỗ này. Chỗ này có mầm mà. Chỗ này sẽ rất nhiều mầm. Nó xùi hết. Xùi hết rồi. Sao tất cả hôm nay chia sẻ cái thước phim một cái cây do anh Nam Lê định hình của anh Nguyên tại Đầm Lâm, Hải An, Hải Phòng. Anh Nguyên mới sở hữu được. Những cái nét này nón
đón được những cái nét này này, đón được những cái nét này hay lắm này. Đấy. Khoa có thể cầm được một cái cành để demo để văng ra không? Đấy, cái cút văng ra như thế đấy, như này nhá, nó sẽ rất là thuận này. Đấy, làm gì thì làm nó cũng thuận, muốn làm gì thì làm nó cũng sẽ thuận hơn rất là nhiều, nó không bị đuối như lúc trước nữa. Cái nét đuối ở đây là nó do cái cành nó dài quá này. Nó xuống nhiều quá. Nếu mà những cái nét như này nhá, là mình vẩy cái nét đây, vẩy cái nét đây nó rất là hợp, thì có cái cành này ở đây nó phủ ở đây, nó lại đỡ cho phần nắng này, không có bỏng lưng. Đấy, còn cái phần bên này này, cũng lại đang có vấn đề. Nhưng cái phần này là Nam rất thích có một cái bông dương nó đệm ở cái vùng này để nó kết nối ra đến đây, từ đây cái này nó kết nối ở cái vùng này rồi, phải có cái này rất quan trọng. Không có cả cái đoạn này nó không có cái gì để xử lý, bây giờ phải làm thế nào xây dựng cái bông dương ở chỗ này, hoặc là làm một cái cành nó thật hợp lý. May đấy, chỗ này còn có cái nhìn ok ngay đúng không, dễ chịu ngay, nó mềm hơn có một tí thôi nhưng mà nó sẽ thay đổi rất là nhiều nét này. Khả năng cũng vẫn để được nhưng mà vẫn tiếc cái đoạn này. Thôi được rồi, cái chỗ này thì có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà sẽ phải đón lại các cái mầm ở các cái vị trí khác. Nếu đẩy cái này lên làm dương thì phải đón một cái bán âm bán dương ở chỗ này thì phải văng lại đây này. Còn không có là sẽ có vấn đề ở cái vùng này ngay. Đúng không? Đây. Đấy, khoa đẩy cái nét này vào đây này. Đây nhá, cái chỗ này nhá. Nó vẩy phát này đẹp ngay này. Đấy, nó vẩy ra đây. Không có cả cái khoảng này có vấn đề. Nó trống quá. Nó trống, có cái gì đâu. Kết nối tốt thì cái bố cục nó sẽ về sau nó sẽ rất là đẹp. Thằng này nó cũng đang hơi ấy. Này, thằng này cũng đang hơi tranh cãi đấy. Nó ở vừa tầm thôi thì sẽ bắt nhịp được cả cái nét này. Thôi được rồi, thu bước lại một chút, đây có mầm này. Rồi lại tính tiếp. Đây ngon. Đây phát ra đây. Vậy. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta quay đến cái phần bên kia. Nhưng mà đúng là mà nói nhá, đúng là mỗi người có một cái tư duy khác nhau nhá. Mà Huy có tin không? Những cái nét này, ví dụ chẳng hạn một cái bố cục cây như này. Vâng. Đúng không? Nhìn tổng thể đây rất ok. Đấy, nhìn cái vùng này rất ok, nhìn cái này đang nghệnh ngãng này. Nó đang cao so với ngọn. Thế thì nếu là mình thì mình sẽ thu cái nét này đến đây. Đây nhá. Cái này nó phải có một cái tư duy tổng thể. Đây. Thu cái này đến đây, vẩy cái cành ra này. Đấy. Vẩy cái nét này ra này. Vẩy nét này ra đây. Vẩy nét ra đây thì nó sẽ không bị tranh chấp nữa và nó sẽ thoát dáng. Về hình tổng thể ở ngoài cơ thì mới ra, quay ở ngoài thì mới thấy được. Đấy. Về hình nhá, thì chúng ta loại bỏ về cái bố cục về hình. Quý vị có thể hình dung là cái bố cục về hình, cái nét này nó đang ngáng cái thân này. Và ở đây nó có một cái điểm để mà chúng ta có thể xử lý được cái vùng này, nó được tốt hơn. Nếu ví dụ chẳng hạn cùng nắm là thu lên đây, còn nếu mà để mà đẹp thu đến tầm này, mà đang tiếc cái rễ này thì đệm đến một cái bông dương ở đây và một cái cành âm ở đây, nó vừa tầm đây thì nó sẽ không bao giờ tranh chấp nữa. Đấy, còn về mặt sau nhìn lại càng tranh chấp khỏe. Đấy, sang mặt này nhìn biết ngay.
Đấy, mặt sau này quý vị có thể hình dung được là cái nét này, cái đường thân này này. Nếu mà chúng ta diễn khéo cái đường tay này, chúng ta diễn khéo cái nét này thì mà cái nét này là nét rất là đẹp, phóng rất là đẹp, thì ra sẽ loại được cái phần này đi. Đấy, về tổng thể này quý vị có thể nhìn hình dung là cái phần này đang rất ok, tất cả cái nét này nó rất là bắt, rất nó quăng rất đẹp, nhưng riêng cái nét này là có vấn đề. Đấy, nếu mà loại đi nhá thì cái hình cây, bố cục cây rất đẹp và toàn bộ sẽ loại được cái nghếch ngãng này. Và nghếch ngãng này thì ở cái góc máy này thì quý vị sẽ thấy được là cái sẹo nó rất là xấu, nó rất là xấu. Đấy. Thế thì tại sao chúng ta không nghiên cứu tư duy về cái việc này để chúng ta đón một cái mầm từ đây ra, cho cái mầm nhỏ qua. Đấy, đón một cái mầm ở cái vùng này ra, ra cái nét này. Ví dụ chẳng hạn đón ra đây, này bắt ở đây, đúng không? Sẽ loại được cái phần này. Đấy, loại được phần này thì cái trườn cây rất đẹp và nó sẽ thoát được cả cái đường trườn cây này. Cái này nó đang ngáng này, mà cái này là cái thân này là thân xấu nhất của cây này. Và nó có một đoạn trườn dài này. Dài đã đành rồi. Đây. Cái sừng trâu. Đấy. Còn những cái vệ tinh này chúng ta vẫn có thể diễn được như bình thường, những cái điểm này vẫn xử lý không gian rất tốt. Đấy, nhưng đang mắc ở chỗ này. Phải xử lý. Em chị. Phải xử lý. Xử lý giờ vừa kia chỗ này. Xử lý đây à? Bây giờ cắt nhát cắt này là một trong những nhát cắt rất mạnh tay nhưng mà sẽ ra được cái cây rất đẹp này. Quyết định đi, quyết định đó. Cho nguyên nê nuôi phôi. Nói đùa chứ không phải nuôi phôi, mà ở đây chúng ta sẽ loại được cái phần cứng. Ví dụ chẳng hạn chúng ta nuôi lại cái phần cái này, chúng ta giữ được cái điểm này này, khoan này. Đấy, giữ cái điểm này chứ không giữ ra điểm này thì ta sẽ đón được cái gầm này và chúng ta sẽ giữ được cái rễ này. Cái rễ này là xuống đây rất đẹp, nhìn rất rất là đáng yêu, nhìn cổ kính lắm. Thì chúng ta sẽ phải loại đến đây. Còn bởi vì để cái nét này nó khóa toàn bộ, nếu để cái phần này nó sẽ khóa toàn bộ cả cái nét cây này nè. Cây tự nhiên mất dáng, và trong khi đó cái cành này nếu mà diễn cái cành này thì mới là cái cành đẹp. Cành này nó nên thơ này. Đấy, nên thơ hay không ở cái nét ở cái cành này thì nó kết nối được ra đây, còn cái này đang có vấn đề. Thôi dừng lại thế đã. Quy định đây, quý vị có thể ngắm trước một vòng. Đấy, thấy chưa? Thấy nhá. Bây giờ Nam sẽ cắt đến điểm này. À, khoa cầm cái bút ở đây để cho quý vị dễ hình dung. Bị sắp thiếu sáng rồi Hoàn. Được rồi đấy. Giờ nhá. Sau là mình sẽ đục. Đục như này, cái đường đục như này. Đấy. Đường đục như này nó bám lên trên này này. Vào đây này, bám lên đây này. Đấy. Nét nó sẽ như này thì sẽ giữ được cái rễ này, giữ được cái rễ này và lấy mầm từ đây mình vẩy ra thì nó rất là duyên, rất là mềm này. Nhưng bây giờ cắt thẳng đã, khoa cắt đi. Quy định cắt thẳng hay đi khoa? Quy định cắt. Đấy, nếu cắt thế này thì nó sẽ thông minh hơn rất là nhiều, đứng mất hết ánh sáng của cái máy quay. Rồi 35 cắt cho một tí là xong rồi. Đấy. Do vậy là cái việc định hình ngay ban đầu rất là quan trọng.
À, thì thôi thì tư duy của mỗi người biết thế nào chứ. Cũng khó lắm chứ. Úi giời. Giời. Trời. Này đục phát ăn ngay. Úi giời ơi. Đấy. Sau nó mới ăn những cái nét vảy chứ. Cái giữ cái đấy để mai để mà cho bạn là bạn ngoan bạn ấy. Dập. Bạn ấy nên bạn ấy hình dung, bạn ấy tưởng tượng vẩy được ra những cái nét này nhé. Đấy. Nếu vẩy được ra những cái nét này phủ về đây, kết nối với cái nét này. Văng đây. Đẩy một cái bông dương về đây. Đẩy một bông dương về những cái vị trí này. Đấy, đẩy một cái bông dương về đây để cho nó đỡ nắng cái vùng này. Đấy, thì sẽ rất đẹp này. Nhưng mà cái nét nó, cái bông dương này nó khác này, chứ không phải như này đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ kết nối được như thế này. Vẫn che nắng như bình thường mà tổng dáng sẽ rất đẹp. Bây giờ quý vị có thể nhìn hình dung tổng thể từ xa thì sẽ thấy được vấn đề. Đấy, nó ra cái dáng cây nó dễ chịu hơn. Đấy, nó không bị bức nữa. Nó không bị phá dáng nữa. Cái nét kia nó phá dáng kinh khủng. Khoa bỏ kim cạp ở đây. Gặm cái chỗ này đi tí này, nhìn dễ chịu ngay. Mặt nào cũng đẹp luôn. Nếu cắt như thế này mặt nào cũng đẹp. Nếu máu tí nữa thì Khoa cầm cái khay đục gần đây được. Kê vào đây này. Kém thế chứ nè. Mà học trò của tôi phải nhanh lên, cố gắng lên. Tôi không dạy được nữa đâu. Tôi bỏ đấy. Thầy bỏ thì thầy thất truyền. Thất truyền. Đừng, đừng quay góc đấy. Méo phát ở đây, cuộn ở đây này. Mình mới ra được cái nét của nó. Chứ không phải là đục thông thường đâu. Sao? Không, mình có biết làm thợ mộc đâu, nhưng mà mình yêu nghề ấy. Mình hay mày mò nghiên cứu. Biết gì về mộc đâu. Chỉ có ngồi xem đục các cụ đục trọng tre ấy. Các cái trọng bằng tre ngồi ấy. Ghế trường kỷ bằng tre. Giường tre. Trống tre rồi ngồi ghế ngồi ăn cơm bằng tre.
nhìn nét đục lúc nào vẫn cứ thế thích nhỉ. Đấy anh để nguyên đấy. Mềm thêm một tí nữa ở cái góc thì mới đẹp. Nhìn như kiểu cái rễ này nó chảy, như cái nó chảy từ trên xuống ấy. Cho cái đèn vào đằng trong này, đội này nó kém về ánh sáng, đội này về ánh sáng là hơi kém các em ạ. Xoay ánh sáng ra ngoài. Ok đấy. Giờ này là giờ nghỉ rồi đây. Vẫn giữ được cái rễ này quấn quanh cái ngôi đỉnh. Đấy nha. Có phải nó mềm mại không? Nó hở được cả cái đường chạy thoát thân và vẫn vẩy được ra nét đỡ để cho cái không gian này mà nó ra được những cái nét rất đẹp. Đấy, con chỉ xử lý nỗi các nốt cái phần cái đầu này thôi này. Nào ok. Đấy. Dễ chịu ngày đúng không? Nhìn nó thoát, nó bắt hình. Đây nhá, một loại cái đầu này cho cái này nó có giá trị. Thế như thế này. Đấy. Bóc bớt cái phần này đi. Đấy. Bóc cái phần này đi này. Đấy. Hạ có cái cốt này xuống đây này. Quý vị có thể hình dung là sẽ hạ xuống tận đây này. Thế cái đầu này nó sẽ không bao giờ bị thô nữa. Đấy. Không bao giờ thô nữa. Và nó sẽ bắt nét, nhìn nó không bị chối. Như vậy là Nam cũng đã định hình cái bước đầu những cái cây như này. Quý vị có thể thấy là những cái cây mà cái đường thân đủ rồi. Đấy, đường thân đủ hết rồi. Nó chỉ thiếu cái sắp xếp vị trí các cái bộ tay. Thì quý vị cũng có thể là dựa vào các cái đường thân và chúng ta lấy các cái cành ra để chúng ta demo, để chúng ta ngắm thử. Đấy là những cái cách làm đơn giản nhất để chúng ta có thể thực hành tại những cái cây của mình. Bởi vì như Nam ấy thì công việc thường ngày nó cũng quen rồi, còn quý vị thì rất khó hình dung. Nên Nam cũng chỉ có hôm nay nó cũng thiếu các cái dữ liệu, chứ còn đầy đủ thì Nam sẽ có được các cái để demo cho quý vị. Quý vị sẽ dễ hình dung hơn. Bởi vì là những cái cây này đường thân rất tốt. Đường thân thì rất ok rồi. Chỉ thiếu các cái vị trí tay thôi. Còn công việc của Nam thì cũng thường ngày cứ chia sẻ lên với quý vị để cho vui.
Còn hôm nay Nam xin kết thúc công việc ở đây. Nam đây xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc bạn Nguyên Lê và em bonsai đất cảng nhiều thành công hơn nữa. Rất cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe và tạo tác có nhiều tác phẩm đẹp. Chia sẻ cho làng công Việt Nam nhiều kiến thức bổ ích.